nó khen mình thì thậm chí mình phải nói lại rằng à người ta khen nó thôi, mình cũng ghi nhận cái điểm đó, nhưng mà mình cũng chẳng phải là quá xinh đẹp, cũng chẳng phải là quá giỏi giang đâu, còn đầy người hơn mình, thậm chí là còn phải làm cái cách đó nhé, nói như với mình như thế để cho mình hạ cái bản ngã của mình xuống. Câu hỏi là nhiều lúc giận hay buột ra những câu khó nghe với chồng nhưng sau ấy lại thấy có lỗi cô ạ. Vậy thì chúng ta phải rút ra bài học thôi. Chúng ta muốn thấy có lỗi đến bao giờ? Chúng ta muốn hối hận và hối tiếc đến bao giờ? Một cái sai lầm mà chúng ta mắc đi mắc lại nhiều lần thì nó không còn là sai lầm đâu nha. Nó được gọi là tội lỗi đó. Mà đã đến cái mức là tội lỗi là chúng ta phải trả giá rất đắt cho cái tội lỗi đó đó. Nên tốt nhất là chúng ta hãy rút ra bài học của mình đi, để học cách làm chủ cảm xúc đi. Trước khi mà mình nói ra những cái lời lẽ tổn thương thì mình bắt đầu mình luyện cái tâm của mình nó tĩnh hơn đi. Bạn có thể ngồi thiền, bạn tập hít thở để bạn bắt đầu thấy à, khi mà mình hít thở, mỗi một nhịp thở giống như lúc nãy tụi ăn nói á, cứ tưởng tượng trong đầu là mỗi một hơi thở vào, một hơi thở ra, nó giống như cái cán chổi ấy, nó cứ quét sạch những cái phiền não, những cái điều tiêu cực trong tâm trí của mình. Thế là mình cứ hít vào, thở ra và tuyệt đối không có nói cái điều gì. Và thậm chí là những bạn mà hay nói ra những lời tổn thương người khác thì phải luyện tập nói ái ngữ đi. Ái ngữ là những lời nói yêu thương. Ái ngữ nó sẽ tỷ lệ nghịch với những lời nói tổn thương, đúng không? Thế bây giờ mình thay vì mình nói tổn thương thì mình luyện nói ái ngữ, để cho luyện nhiều và cho thành một cái thói quen của mình, để khi mình mở miệng ra là mình phải nói những lời yêu thương. Bằng cách luyện với chính mình trước, mỗi ngày viết xuống 10 điều biết ơn. Có thể biết ơn mình, biết ơn chồng, biết ơn cuộc đời, để mỗi ngày bắt đầu một ngày mới với những cái điều tích cực. Rồi mình nhìn vào gương, mình cười với mình nói những lời tuyệt vời với mình đi. Mình tập nói ái ngữ đi. Rồi ít nhất một ngày là phải nói được 5 lời cảm ơn với 5 người ngoài. Các bạn đặt ra những cái kỷ luật bản thân như thế để mình rèn luyện đi. Thì lúc đó dần dần khi bạn rèn nhiều á, thì bạn sẽ hình thành được thói quen. Và cái thói quen đó nó sẽ trở thành một phần tính cách của các bạn. Và khi nó đã trở thành tính cách rồi á, lúc đấy á, mình có muốn nói lời tổn thương đối phương nó cũng khó đâu. Tại vì não mình đã hiểu là không nói thì thôi, đã nói là phải nói lời tử tế, nói lời yêu thương. Chứ còn rất tránh cái trường hợp là những cái lời tử tế thì mình đem ra ngoài, mình nói với người ngoài. Còn những cái lời tệ bạc thì mình lại đem vào trong nhà và mình nói với người nhà. Người nhà của mình ấy phải là đối tượng được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ mình. Tại vì đó là những người gần mình nhất, là những người có ơn với mình nhất, là những người sống với mình nhiều và lâu nhất. Thế nên chúng ta làm cái gì để thành công và hạnh phúc là phải làm từ trong làm ra, với chính mình, với những người thân của mình, với đến đến người ngoài. Và những bạn nào mà không nói được lời ái ngữ với bạn đời, khéo cẩn thận là một hồi là bạn đời của mình đã rời xa mình, thì lúc đó mình lại một là hỏi tại sao, hai là ngồi để hối hận. Thì tốt nhất bây giờ chúng ta đã hỏi được cái câu này, chúng ta đã nhận thức ra được vấn đề của mình thì chúng ta cần phải xử lý. Em là cần phải làm chủ cảm xúc này và luyện tập cái cách nói ái ngữ nhiều hơn nha. Chúng ta sẽ đi giải tiếp, giải đáp tiếp những câu hỏi. Xin chào cô, tôi có một người chồng sống rất vô tâm với vợ và thiếu trách nhiệm với con. Tôi đề nghị ly hôn mà không được, xin hỏi phải làm sao? Thì nếu như bạn đã hỏi Tuệ An ở đây á, thì Tuệ An cũng sẽ mạn và gọi là mạn phép được đề xuất cái điều này nha. Bây giờ mình đề xuất ly hôn mà người ta cũng không ly hôn mình cũng chưa được, đúng không? Mà theo như Tuệ An thấy rằng bạn vẫn chưa thẳng thắn và dứt khoát để ly hôn đâu. Tại vì nếu như thẳng thắn và dứt khoát để ly hôn á, là khỏi cần hỏi cái câu đó luôn. Người ta không đồng ý, đúng không? Tôi nộp đơn đơn phương, tôi vẫn ly hôn anh được, chứ đừng tưởng là tôi không ly hôn được. Nhưng bạn vẫn hỏi câu này, có nghĩa là bên trong bạn vẫn còn muốn một chút nào đó có thể hàn gắn, có thể giúp cho mối quan hệ của mình và người đó tốt hơn. Thì cách như sau, mình phải cài não lại bắt đầu từ mình.
Trong đầu của mình ấy, đang cài đặt cái niềm tin rằng người này là một người chồng tệ bạc và vô tâm. Và khi bên trong chúng ta có cái suy nghĩ như thế, giống như lúc nãy tôi đang giải thích với các bạn, suy nghĩ nó có năng lượng nha. Và khi chúng ta suy nghĩ như thế thì đối phương cũng cảm nhận được như thế, cũng biết rằng mình á coi người ta là kẻ vô tâm, thế nên chẳng việc gì người ta phải quan tâm. Mình coi người ta là một người chồng tệ bạc nên chẳng việc gì người ta phải tử tế với mình. Là chưa kể đến khi mà suy nghĩ của mình quá mạnh á, thì những cái hành xử ra bên ngoài của mình với người ta cũng đi theo cái lối suy nghĩ đó. Vậy nên bây giờ để mình cải tạo lại, đầu tiên mình phải thay đổi từ chứng suy nghĩ luôn. Được gọi là tự kỷ ám thị đó, cài mình nhiều vào. Cài mình nhiều vào là chồng mình có những cái điều tử tế gì, có những cái điều tốt đẹp gì, mình cài đặt nhiều vào. Rồi mình hãy tập trung nhìn vào những cái điểm được của anh ấy. Không ai là toàn điểm tệ nha. Nhưng mà bạn nhìn thấy một người toàn điểm tệ ấy, thì chứng tỏ bạn đen xì như một cái tờ giấy than. Mà bạn có chắc cũng không nhận mình là mình đen xì như một tờ giấy than đúng không? Vậy nên khi bạn đã có vết trắng ấy, thì chắc chắn bạn sẽ nhìn ra đối phương cũng có những điểm tệ. Vậy nên mình phải tập trung vào những cái điều đó. Thì theo quy luật của vũ trụ, khi chúng ta tập trung vào điều gì, điều đấy sẽ mở rộng. Và chúng ta càng tập trung vào những điều tốt đẹp của đối phương, chúng ta càng đối xử với đối phương một cách tử tế và tốt đẹp, thì cái tỷ lệ đối phương đối xử với mình như thế nó rất là cao. Những bạn nào chưa thử thì hãy thử. Nhưng mà nhớ là đừng thử trong vòng một vài ngày rồi nói rằng không có kết quả. Bạn phải thử với thời gian đủ lâu. Vậy như thế nào là đủ lâu? Ví dụ mình tàn phá cuộc đời của mình, mình hủy hoại cuộc sống hôn nhân của mình bằng những cái độc tố, bằng những sự chỉ trích được khoảng 10 năm nay rồi. Vậy thì ít nhất cái việc thay đổi của mình á, nó cũng phải bằng được 1 phần 10 cái số 10 năm đó chứ. Là thay đổi được 1 năm đi, tử tế tốt với người ta 1 năm đi. Chứ không thể nào thay đổi có 1 tháng mà đã đòi kết quả được. Vậy nên á, nếu như đã muốn ly hôn thì sẽ không hỏi cái câu này nữa. Tại vì nếu như dứt khoát á, là dứt khoát luôn. Còn nếu như đã hỏi là bên trong vẫn có cái gợn muốn giữ đó, hãy cải tạo lại cho đúng bằng cách thay đổi chính suy nghĩ của mình đầu tiên nha. Chúng ta giải đáp câu hỏi tiếp theo nha. Hôm nay tụi An sẽ dành rất nhiều thời gian để hỏi đáp trực tiếp với các bạn, nên là các bạn có những câu hỏi là cứ comment xuống phía dưới nhé. Chị ơi, sau khi em biết chồng ngoại tình, chồng em đi làm xa mà giờ như người dưng vậy, làm sao để kết nối lại với chồng? Đầu tiên này, để kết nối lại với chồng em phải ổn, em phải bình an. Bây giờ em cho mình đang nhìn cái việc chồng đi xa là với một góc độ hơi tiêu cực chút xíu, là chồng đi xa rồi không ở gần mình, rồi mình không biết cách kết nối lại đúng không? Vậy thì gạt bỏ cái đấy đi, hãy nhìn cái việc chồng đi xa nó như là một cái cơ hội ấy. Cơ hội gì? Cơ hội để mình sống với mình, cơ hội để mình tạo sự bình ổn cho chính mình trước. Để lúc đó mình kết nối với chồng, hay cái ngày mà chồng mình quay về thì hai người mới ổn. Và em hãy sử dụng cái thời gian này để em xem rằng bên trong em nó còn có những cái tiêu cực nào, nó còn có những cái khổ đau nào. Mình hãy đi xử lý nó đi, mình hãy sống vững chãi đi. Hôm rồi Tuệ An có một cái buổi gọi là đào tạo cho các coach của mình á. Và Tuệ An nói rằng thật ra trong tình yêu hôn nhân, đỉnh cao của tình yêu hôn nhân là phải giúp được cho đối tượng là bạn đời, là người yêu của mình trở nên vững chãi hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, bớt mắc kẹt hơn, sống tự do hơn. Thế thì mới gọi là đỉnh cao của tình yêu hôn nhân, thì mới gọi là từ bạn đời đến bạn đạo, nó là như thế. Chứ còn nếu không á, thì chúng ta vẫn có cái tư duy mắc kẹt vào nhau. Và mắc kẹt vào nhau rồi không thể nào tự do hạnh phúc được. Mà biết là hôn nhân là phải mắc kẹt vào nhau, nhưng cũng hãy biết cách tự do trong những cái mắc kẹt đó, biết cách gạt bỏ đi, bớt những cái ràng buộc đó. Vậy thì bây giờ có phải rằng em, nếu như em khổ đau vì chồng em đi ngoại tình, là em đang đặt cái hạnh phúc của em vào phía ông chồng em? Nhưng bây giờ khi mà ông chồng mình đi xa rồi, đôi khi đấy là bài học của vũ trụ này gửi cho em, để em có cái cơ hội là em phải sống vững chãi với chính em, để em thấy rằng mình không thể đặt hạnh phúc của mình vào ông chồng được. Ông ấy đâu có muốn cầm nắm cái hạnh phúc của đó của mình đâu. Đôi khi hạnh phúc của ông ý mà ông ấy còn chưa cầm nắm xong nữa là mình.
Vậy nên á, vũ trụ gửi đến cho em những cái sự kiện này để em lấy lại sự thăng bằng với chính em, để em lấy lại cái hạnh phúc đó với chính em. Và rồi á, khi mà em ổn rồi á, em thấy vui mỗi ngày. Mỗi ngày mở mắt ra em không còn than trời ơi chồng mình ở xa, trời ơi chồng mình có nhân tình. Mình không còn than nữa, mình thấy à, tôi biết ơn cuộc đời này, tôi biết ơn vì xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều những điều tốt đẹp. Khi mở mắt ra một ngày tôi bắt đầu thấy vui á, lúc đó mới là lúc chúng ta nên đi kết nối với người khác. Chứ còn nếu không á, chúng ta có kết nối với họ, nó chỉ gọi là sự níu kéo dựa trên cái bản ngã của chúng ta. Vì chúng ta không chấp nhận được vấn đề, hoặc vì chúng ta quá muốn bám víu của đối tượng, nên là chúng ta phải đi níu kéo đối tượng đó để quay trở về, để cho chúng ta cảm giác an toàn. Nhưng tất cả những cái thứ đó nó đều là nhất thời, nó không phải là cái hạnh phúc đích thực. Và để kết nối được với đối tượng, để giúp đỡ cho được đối tượng, mình phải vững với mình trước. Có thể quan điểm của Tuệ An sẽ là quan điểm của những người phụ nữ độc lập nhỉ? Có thể một vài bạn mà gọi là hơi tư duy Á Đông á, sẽ khá là không hợp với quan điểm của Tuệ An. Nhưng mà Tuệ An nói thật với các bạn, đó là biết rằng con người luôn luôn có nhu cầu được yêu thương, nhưng có một nhu cầu lớn hơn nhu cầu được yêu thương, đó chính là nhu cầu được tự do và sống một cuộc đời hạnh phúc. Thế nên á, bạn hãy tự do sống cuộc đời hạnh phúc đó, và sau đó bạn kết nối lại với người ấy. Có thể là để nói kể với người ấy những cái chuyện vui trong một ngày, kể với người ấy về những đứa con, kể với người ấy về những cái điều mà chúng ta đã có, nói biết ơn người ấy. Và khi bạn tự do rồi, khi bạn vững chãi rồi, bạn mới có thể yêu thương mà không mong cầu. Lúc này bạn mới có thể kết nối với người khác một cách chân thành, tự nhiên mà không còn đòi hỏi, không còn bám víu. Và lúc này rồi á, thì á, tất cả mọi người xung quanh đều muốn đến với bạn một cách rất tự nhiên. Thật nha, những bạn nào mà trải qua một chút thì sẽ hiểu cái điều này mà tôi đang nói hơn đó. Nên là những bạn nào mà có tư duy yếu đuối và dựa dẫm á, là sẽ không hợp với Tuệ An lắm đâu. Biết tại sao không? Tại vì những người yếu đuối và dựa dẫm đến với Tuệ An á, là sẽ phải học cái cách để trở nên mạnh hơn. Mà nếu mà học mãi rồi mà không chịu rèn để cho mình mạnh hơn á, sẽ không hợp với Tuệ An luôn. Không hợp với những quyển sách luôn, không hợp với những khóa học luôn. Còn đâu những bạn nào mà tin vào việc là mình phải tự chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình phải học cách để đứng vững chãi, mình tin vào cái việc hạnh phúc đến từ chính mình thì sẽ rất hợp với Tuệ An. Ok, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vài câu hỏi nữa. Có một bạn hỏi rằng làm thế nào để giảm cái tôi của mình xuống ạ? Có rất nhiều cách để giảm cái tôi của mình xuống. Và Tuệ An sẽ chia sẻ với bạn một vài cái cách, mà những cái cách này là Tuệ An áp dụng cho chính mình nha. Tại vì Tuệ An cũng là một cái con người mà có cái tôi rất là lớn. Những con người mà có cái tôi lớn á, thường là đôi khi khi người đó có được một cái điểm đặc biệt nào đó, có một cái thành tựu nào đó, thì cái tôi lại càng cao hơn so với mức bình thường. Và Tuệ An là một người như thế. Từ hồi nhỏ nhỏ này đi học á, thì đã được gọi là cũng có một vài điểm nổi bật. Sau đó đến lúc mà Tuệ An dậy thì Tuệ An cũng thấy nhiều người khen mình là xinh từ hồi đó. Sau đó đến lúc có người thì lại khen là trời ơi tại sao trên cuộc đời hồi đấy các anh hay tán mà, các anh hay nói rằng trời ơi sao lại có một cô bé mà vừa xinh vừa giỏi giang, xong rồi vừa con nhà tử tế. Thì là hồi đấy là các anh đi tán Tuệ An nhiều lắm. Và các bạn biết không, và lúc đó Tuệ An nghe nhiều những cái lời mật ngọt đó, và Tuệ An nghĩ rằng à, mình đẹp, mình giỏi, mình cho mình cái quyền. Quyền gì? Cái quyền được cái tôi to đùng, cái quyền luôn luôn thể hiện mình là số một, luôn luôn nghĩ mình là đúng. Và khi mà bước vào hôn nhân thì Tuệ An mang theo cái tôi to đùng đó, bởi vì nghĩ rằng là ngày xưa ông chồng của mình ở trong bao số bao nhiêu anh, mình đã chọn ông này, nên ông này ông phải rất là biết ơn, lấy được mình là một điều tuyệt vời của ông ấy chứ. Nhưng mà mỗi mình nghĩ thế thôi, ông ấy cũng chẳng nghĩ thế đâu. Ông nghĩ thế trong giai đoạn đầu thôi.
Xong về ở với bà này, thấy bà này cái tôi cao vừa bướng thôi, việc nhà thì không biết làm, ngủ thì dậy muộn, thế là xung đột suốt, mà không phải suốt thời gian ngắn đâu nha các bạn, suốt 4 năm đầu kết hôn vợ chồng tôi ăn là xung đột cả sóng ngầm, kể cả là sóng thần, suốt 4 năm đầu kết hôn. Và cho đến cái lúc mà tôi ăn nhận ra là mình phải hạ cái tôi của mình xuống, thì lúc đó đời của tôi ăn tươi này. Và lúc này tôi ăn làm gì để hạ cái tôi? Số 1, khi ai đó khen mình thì thậm chí mình phải nói lại rằng à, người ta khen nó thôi, mình cũng ghi nhận cái điểm đó, nhưng mà mình cũng chẳng phải là quá xinh đẹp, cũng chẳng phải là quá giỏi giang đâu, còn đầy người hơn mình. Thậm chí là còn phải làm cái cách đó nhé, nói như với mình như thế để cho mình hạ cái bản ngã của mình xuống. Còn nếu mà ai đó chê mình á, thì mình sẽ, trước đây mình sẽ khó chịu, mình sẽ tìm cách để mình phải giải thích rằng à, tôi tốt hơn như thế. Thế nhưng mà không giải thích nữa, để yên, để kệ cho người ta chê, nghe và tiếp nhận những cái mà người ta chê. Thế á, cái chiêu này á, nghe đơn giản thế thôi, nhưng mà nó giúp cho cái tôi của chúng ta hạ rất nhanh á. Nên là ai mà chê mình á, là mình đừng có phản ứng ngay, mình thử nghe, mình tiếp thu đi, cái tôi của mình bị vùi dập luôn, và từ đó cái tôi của mình bắt đầu hạ. Sau đó bạn làm gì nữa để hạ cái tôi này? Bạn bắt đầu đi làm phước thiện. Tụi ăn đi làm phước thiện là đi giúp đỡ những người khác ấy. Khi mà mình giúp đỡ những người khác thì không được kể công nha, bảo là giúp xong là giúp, không được kể công thì cũng làm cho cái tôi của bạn nhỏ. Và khi bạn giúp đỡ, bạn làm phước thiện và bạn làm các công việc tay chân ấy, thì lúc đấy cái tôi của bạn xẹp luôn. Các bạn có tin là bây giờ tụi ăn đến văn phòng của mình, tụi ăn vẫn đánh nhà vệ sinh không? Có thể tụi ăn có rất nhiều cộng sự ở dưới, các bạn ấy cũng sẵn sàng làm, nhưng mà tụi ăn vẫn sẽ là người đánh nhà vệ sinh nếu như tụi ăn thấy nhà vệ sinh bẩn. Và các bạn ấy có thể bảo rằng tụi ăn không phải làm đâu, chỉ cần phải ngồi thôi, viết lách hoặc làm gì đó chia sẻ. Nhưng khi chúng ta biết làm những cái việc đó, lúc đó cái tôi của chúng ta nhỏ. Và khi bạn đi làm phước thiện, bạn đến một cái trại trẻ mồ côi hoặc bạn đến một cái trại dưỡng lão, bạn có sẵn sàng làm những công việc từ A đến Z, từ nấu cơm, rửa bát, cọ toilet, chăm trẻ, tắm cho trẻ, làm mọi cái công việc mà bạn có thể là sợ bẩn bạn không làm, nhưng bạn cứ làm, lúc đấy cái tôi của bạn hạ. Và một cái cách nữa này, đó là sao? Đó là thiền Vipassana. Khi bạn thiền Vipassana, bạn sẽ quan sát được chính mình, quan sát được thân của mình, quan sát được tâm của mình. Và lúc đấy chúng ta sẽ thấy được rằng à, mình là một cái thứ mà rất là nhỏ bé so với vũ trụ lớn lao. Những cái điều mà mình biết, thậm chí là về chính mình, nó còn rất là hạn hẹp. Và khi đó cái tôi của bạn nó sẽ nhỏ dần, nhỏ dần. Và khi cái tôi của chúng ta nhỏ, chúng ta không bị đau nhiều, chúng ta không bị tổn thương nhiều. Đa số những sự tổn thương nó cũng đến từ cái tôi. Và nếu bây giờ mình cho rằng người ta nói mình như thế nào không quan trọng đi, vì cái tôi của mình nó nhỏ bớt rồi, thì mình đỡ đau không? Còn đâu, cái tôi của mình lúc nào to đùng, mình cho mình là một người tuyệt vời, mà sau đó thì người ta nói rằng mình là một kẻ xấu tệ, thế là mình tổn thương. Có phải vậy không các bạn? Vậy những người mà hay tổn thương á, thật ra là những người cái tôi cao. Và khi mà bỏ bớt được cái này á, thì bạn hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Và khi bạn bỏ bớt được cái tôi thì nhiều người sẽ muốn đến với bạn. Tại vì lúc này bạn mới có khả năng lắng nghe, bạn có khả năng thấu cảm, bạn có khả năng hiểu những người khác và trân trọng, biết ơn những người khác. Và khi cái tôi càng nhỏ càng dễ biết ơn. Và cái này nó cũng ngược lại, khi càng biết ơn cái tôi càng nhỏ. Vậy nên hãy rèn luyện cả lòng biết ơn. Khi mà tụi ăn viết bộ sách đầu tay là bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc, có viết tập 1 đó là 90 ngày thực hành biết ơn. Bởi vì khi chúng ta rèn luyện được lòng biết ơn đó, là chúng ta có rất nhiều điều khác trong cuộc sống. Ví dụ trong gia đình chúng ta hay chê bai nhau, chồng về thấy vợ nấu cơm hơi mặn một tí, hơi nhạt một tí cũng chê. Tại vì sao? Tại vì ông chồng không có biết ơn, không có biết những cái ơn của người vợ đã làm ra cái bữa cơm đó. Nhưng mà đến lúc người chồng mà rèn luyện được lòng biết ơn sẽ thấy ạ, có cơm mà ăn là tốt rồi. Thì lúc này ạ,
mặn chút chả sao, nhạt chút chả sao. Và nếu như chúng ta sống với lòng biết ơn, chúng ta sẽ bớt đi sự chỉ trích, bớt đi sự đánh giá, bớt đi sự phán xét. Và lúc đó cũng là lúc cái tôi của chúng ta nhỏ dần. Đó là một vài chia sẻ của Tuệ An dành cho bạn có câu hỏi là làm như thế nào để cái tôi của mình nhỏ nha. Hy vọng rằng sẽ giúp được cho một ai đó có cái tôi lớn. Và các bạn thấy là Tuệ An là người có cái tôi lớn lắm đó. Ai mà biết nhìn nhân tướng và nhìn thấy cái trán Tuệ An thôi là cũng thấy là cái tôi cao rồi, to đùng rồi, bướng rồi. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Và bây giờ vì thế nên cuộc đời nó mới vui tươi. Chứ còn cái tôi càng cao là càng đau khổ. Làm thế nào để tha thứ được cho người làm mình tổn thương quá sâu nặng? Những cái người làm cho mình tổn thương quá sâu nặng ấy, chúng ta phải tỉnh táo mà chúng ta nghĩ này. Người ta làm cho mình tổn thương hay mình chọn mình trở thành nạn nhân để mà mình tổn thương? Cái ngày nào mà chúng ta vẫn còn nghĩ rằng người ta làm cho mình tổn thương ấy, là lúc đó không tha thứ được. Mà nếu như chúng ta tỉnh táo, chúng ta nghĩ thì chúng ta biết rằng à, người đó cũng có thể làm cho mình tổn thương, nhưng mà không phải là cái tác nhân duy nhất, và cũng không phải là cái tác nhân sâu nhất. Mà cái tác nhân sâu nhất ấy, làm cho mình khổ ấy, không ai hết, chính là mình. Bởi vì mình chọn thế mà. Mình chọn buồn, mình chọn khóc, mình chọn giận, mình chọn tiêu cực. Mình chọn mình là nạn nhân mà. Mình đã không đủ vững chãi để khi một ai đó làm mình tổn thương, mình nói không, tôi hạnh phúc chứ tôi không làm nạn nhân của anh đâu. Dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn cứ vui chứ, tại vì cuộc đời này tôi vẫn là còn chọn được, tôi vẫn làm chủ được mà. Vậy nên bạn cần phải lấy lại cái quyền làm chủ cuộc đời của mình. Và sau đó mình sẽ thấy rằng à, thật ra không phải đến từ đối phương quá nhiều, mình vẫn chọn được, mình vẫn làm được. Thế nên mình sẽ dần dần để tha thứ được cho đối phương. Thậm chí mình còn biết ơn luôn đối phương, vì đã khiến cho mình nhận ra rằng à, tôi có nhiều sức mạnh đến thế. Nhưng mà nếu quá khó trong những giai đoạn đầu thì nó cũng khó thật. Thì lời khuyên của Tuệ An là những bạn nào đang quá yếu đuối trong giai đoạn đầu, chúng ta cần phải có một cái môi trường để chúng ta nương tựa vào cái môi trường đó, để chúng ta mạnh hơn trong giai đoạn đầu, thì chúng ta mới làm được những cái việc sau. Một môi trường để cho chúng ta nương tựa phải là một môi trường tích cực. Môi trường này có thể là bạn tham gia một cái cộng đồng tích cực, bạn có những người coach đồng hành với bạn, bạn có những người đủ hiểu bạn, đủ thương bạn nhưng cũng đủ trí tuệ để giúp cho bạn nhận ra vấn đề. Và bạn phải có những cái quyển sách để bạn đọc, để bạn sống với nó. Đôi khi các bạn không nói chuyện và làm việc được với tác giả của quyển sách, thì bạn, khi bạn đọc quyển sách đó, chính là việc bạn đang sống trong môi trường của tác giả đó. Và khi bạn thực sự sử dụng nó, giống như là bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc ấy, nó là bộ sách dành để thực hành, thì khi các bạn tin nó, các bạn thực hành nó, thì kết quả nó sẽ đến. Đây là trong giai đoạn đầu khi mình quá yếu, mình phải biết cho mình vào một cái môi trường bao gồm có những người bạn, những cuốn sách và những cái người dẫn đường với mình, thì bạn sẽ đi nhanh hơn. Còn nếu như ai đủ mạnh, chúng ta nghe một vài audio, chúng ta nghe một vài chia sẻ của Tuệ An hoặc của ai khác, chúng ta nhận ra vấn đề đến từ chính chúng ta, rồi chúng ta tự xử lý, thì cũng là một điều tốt. Và Tuệ An cũng có nhiều khán giả như vậy lắm. Họ chỉ nghe thôi, và sau đó họ nhận ra, họ thay đổi cuộc đời của mình, và họ lại viết thư hoặc nhắn tin lại về cho Tuệ An. Nhiều lắm.